Chào tất cả các anh em đam mê lo bảy chim. Hôm nay cái lo AT100 giờ rất là nhiều hàng, anh em thấy chưa? Kín cái kho này, khoảng 1.000 cái. Thì hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em hai cái khuyến mãi giá tuyệt vời cho hai vị khách đầu tiên. Khuyến mãi như thế nào thì chờ tôi sẽ ra ngoài chỗ sáng để làm video cho anh em xem nha. Thì hôm nay là để chào mừng cái lô hàng lớn nhất từ đầu năm về hàng, thì tôi có cái khuyến mãi cho tất cả các anh em đã đăng ký và ủng hộ kênh Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tuấn ở YouTube cũng như Facebook. Thì sẽ có một cái hai cái lo giảm giá đặc biệt cho anh em, giảm giá hơn 70% cho hai cái lo này nha. Hai cái lo này bình thường thì giá nó ngoài 800.000, nhưng hiện tại sẽ có giá rất đẹp cho anh em, những anh em đã đăng ký ủng hộ kênh từ bấy lâu nay. Giá tôi sẽ bán hai cái lo này là 300.000 một cái, chỉ có hai cái cho hai khách may mắn nha, đã từng ủng hộ kênh. Đó, khách nào chưa may mắn thì vui lòng nhấn nút đăng ký trên màn hình nha anh em, đăng ký trên màn hình. Lợi thế của khách đã đăng ký kênh thì anh em cũng biết. Thì lợi thế của người đăng ký kênh là khi chúng tôi vừa có video mới thì sẽ YouTube cũng như Facebook sẽ thông báo đến các anh em đã đăng ký kênh. Đó, thì anh em sẽ nhận được cái thông tin mới nhất cũng như là cái thông tin khuyến mãi cũng như là tri ân mới nhất. Đó, thì anh em đăng ký kênh thì sẽ có cái quyền lợi đó so với những cái khách hàng chưa đăng ký kênh. Thì hôm nay đi vào cái video lo AT100, cái dòng lo mà mắc tiền nhất hiện tại, VIP nhất hiện tại ở thời điểm hiện tại. Dòng này là xem như là dòng đắt tiền nhất rồi. Đó, âm thanh cũng như tốt nhất, là cái lượng binh cũng như tốt nhất cho anh em. Thì cũng giới thiệu sơ một vài tính năng thôi. Nó lo thì nó làm bằng hợp kim, kim loại, cái vỏ bằng kim loại rất là chắc chắn nha anh em. Loại này là hàng VIP nhất rồi. Nếu mà anh em tìm một cái lo nào đắt tiền hơn thì không có nữa nha. Chất lượng cũng như âm thanh là tốt nhất hiện tại. Đó, đây là cái remote, đó là hai bộ phận chính của nó. Ngoài ra thì nó có cái túi đeo ở đây nữa. Đó. Ngoài ra thì cục sạc cũng như cái này là sạc của cái lo. Còn đây là cái dây sạc của cái điều khiển nha. Cái dây sạc nó sạc bằng cách là truyền từ cái lo này đi qua bên cái remote. Nó không có con cốc sạc của cái remote nha. Anh em lưu ý dùm cái vấn đề này. Nếu mà tôi bán 10 người thì có 7 người hiểu, còn 3 người không hiểu, nói là tôi giao thiếu cái remote, cái con cốc sạc, cái đó là không có nha. Đó, anh em cái cách sạc của nó là như thế, sạc truyền từ cái này qua đây. Đó, hiểu dùm như thế nha. Đó, chứ không ai giao thiếu anh em cái gì, có lấy lại cái đó cũng không làm cái vấn đề gì được. Đó. Thì khai này xin phép bỏ qua một bên để cho nó trống cái bàn. Đó. Thì cái lo này là dòng lo điều khiển tầm xa 200m trở lại rất là tốt. Cái hồi lượng binh rất là cao, hồi lượng binh đến mười mấy tiếng, gần như là vô địch trong cái dòng lo, mà cái là âm thanh cũng rất là lớn. Đó, nó vượt xa cái âm thanh của Q92 cũng như là vượt xa cái tầm binh của Q92. Nó là dòng lo cao cấp hơn Q92. Đó. Khi bán cho anh em á, thì chúng tôi sẽ có phiếu bảo hành dán ở dưới đây, bảo hành 1 tháng cho tất cả các anh em. Đó. Có đánh dấu ngày mua cho tất cả các anh em đó, để anh em có thể căn cứ như thế mà mua. Ở ngoài ra thì chúng tôi có bán theo thẻ nhớ, cái thẻ nhớ 4GB như thế này là giá là 80.000. Đó. Anh em mua cái thẻ nhớ chúng tôi sẽ chép tiếng miễn phí cho anh em. Ví dụ anh em muốn tiếng gà chép tiếng gà, muốn cu chép cu, muốn quắt chép quắt, muốn nhiều thứ chép nhiều thứ. Chép nhiều thứ cũng không có tính tiền thêm, mà chép ít thứ cũng không có tính tiền thêm. Ví dụ anh em chép gà cũng cái thẻ nhớ là chỉ bán cái thẻ nhớ 80.000, còn công chép là miễn phí nha. Cái đó tôi nói công chép miễn phí chứ tôi không tính tiền cái tiếng chép, cho nên là anh em là nhiều anh em có khả năng tự chép thẻ được, lấy tiếng chim được, thì anh em không cần mua thẻ ở chỗ tôi vẫn bình thường, hoặc là mua cái thẻ trắng về anh em tự chép, đó là quyền lợi của tất cả các anh em. Cái đó là chúng tôi chỉ là bán máy, còn anh em nào mua thẻ nhớ thì thêm cái thẻ nhớ 80.000, chép tiếng miễn phí nha. Đó, thì cái công năng sử dụng của nó là anh em lưu ý ở đây có cái nút on off, anh em chỉ cần bật cái này lên nó như thế này. Đến phần cái remote thì anh em bật lên về cái chế độ on. Đối với AT100 thì tất cả của nó là bằng tiếng Anh hết. Anh em nhấn nút play là cái nút chính giữa này nó hút hình tam giác này. Nút này là nó phát này. Đó. Còn cái nút này là nó đi tới nè. Đó, nút này đi lùi nè. Thì nó có cái giấy hướng dẫn sử dụng đi theo cho anh em. Đó, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.
Cho nên là anh em từ từ nghiên cứu những cái tính năng khác. Ở trong cái video này thì tôi chỉ giới thiệu cho anh em là để anh em có thể khởi động được cái máy, nghe được âm thanh lúc mà bưu điện họ giao hàng cho anh em. Còn những tính năng ẩn ở phía sau thì anh em vui lòng là xem giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt đó, cho nó dễ đó. Ví dụ như chúng ta muốn chép tiếng cu, tiếng gà, tiếng gì cũng được, tiếng quắc, tôi hỗ trợ anh em tất cả các file đó. Đó, cái đó là chép miễn phí nha anh em. Đó, ví dụ muốn tiếng gà, tiếng quắc, tiếng gì cũng có. Tiếng cu, đó, văn văn và văn văn nha anh em. Muốn gì chép đó. Thì để chứng minh cho cái khả năng binh vô địch của nó thì tôi sẽ mở cái phần loa bên trong ra cho anh em xem. Đây là cái loa AT100 này. Còn ở đây là cái loa Q92 của khách đang mượn tôi thay binh giùm. Đó, sẵn rồi tôi cho anh em xem cái loa này nó cũng cũ rồi, Q92 nha anh em. Đó. Q92. Đó. Cái này là AT100, cái này là cái máy mới tôi mở ra cho anh em xem nè. Đó, anh em xem nội thất là sẽ hiểu được. Đó, anh em thấy nó hai cục binh ở trong chưa? Đây. Hai cục binh màu xanh, trong khi cái Q92 thì cái nó chỉ có một cục binh. Đó, nhìn như thế này thì anh em sẽ biết được lý do tại sao mà AT100 nó mắc tiền hơn. Đó, đó vậy là anh em hiểu rồi ha. Đó. AT100 là cái dòng là nó đắt nhất, VIP nhất hiện tại nha anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Các anh em nào có nhu cầu mua lo thì cứ alo trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình. Hàng giao đi toàn quốc, các anh em được kiểm tra hàng, thử hàng trước khi thanh toán tiền nha anh em. Đó, thì trong video ngày hôm nay là chỉ có hai cái lo đó có giá 300.000, giảm giá hơn 70% để tri ân những khách hàng đã đăng ký ủng hộ kênh. Đó, thì tôi nghĩ là khi cái video này đăng trong vòng 5-10 phút là sẽ bán luôn hai cái lo này rất là nhanh, rất là nhanh. Cho nên là anh em nào nhanh tay nhất thì có được. Còn những anh em nào mua sau thì chúng ta phải mua cái giá như bình thường nha. Chứ đừng khiếu nại tại sao trên video nói 300 mà bây giờ báo giá tôi hơn 800 thì cái đó không có nha anh em. Cái đó chỉ có hai cái để cho anh em nào may mắn nhất có thể sở hữu được hai cái lo này. Để cảm ơn tất cả các anh em. Còn anh em chưa may mắn lần này thì anh em cứ đăng ký kênh, đăng ký trên YouTube. Đó, hoặc là đăng ký theo dõi trên trang phụ kiện đi rừng Thanh Tấn. Khi có video mới chúng tôi sẽ đăng tải lên. Và sắp tới tôi sẽ có rất nhiều cái video là đăng tải những sản phẩm mới, kèm theo đó là những cái khuyến mãi quà tặng cho tất cả các anh em mua hàng. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em.